Rồi, các thầy tiếp tục di chuyển mọi người nhá. Rồi, tiếp tục di chuyển vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó, mọi người thấy không? À, hôm nay có một tin vui này, có một tin vui này. Đây, thầy Minh Tạ đã bước đi rồi mọi người. Có một niềm vui là thầy Minh Tạ đã tiếp tục đi cùng với lại là đội 40 sư rồi mọi người. Một thông tin vui. Đây, sư Minh Tạ nha, sư Minh Tạ ngày hôm nay đã đỡ hơn và đi cùng với lại là cả một đoàn rồi. Đó, chúc mừng sư Minh Tạ nhá. Chúc mừng. Hôm nay thấy sư Minh Tạ là đi được là thấy mừng lắm mọi người ơi. Đấy. Thấy sư Minh Tạ đi được là rất là mừng luôn. Mừng không anh? Đây. Hôm anh biết hôm sư Minh Tạ mấy giờ tới không? 3 giờ sáng rồi. 3 ừ. Trời ơi. Thấy sư Minh Tạ đi mừng quá mọi người ơi. Đấy. Thấy sư Minh Tạ đi là thấy mừng rồi. Hôm nay là sư Minh Tạ sẽ đi cùng với lại là một hàng dài đó. Đây mọi người này, sư Minh Tạ hôm nay là đã tiếp tục đi cùng với đoàn rồi, rất là vui. Đây, có an ninh thắt chặt, đảm bảo an toàn. Đó, các thầy đang tiếp tục di chuyển mọi người nha. Một điều rất đặc biệt. Đây mọi người, có cả công an để dẹp đường mọi người nhá. Các chú công an ở đây, em phải nói mọi người là công an ở Quảng Trị quá tuyệt vời. Đó, đảm bảo an toàn mọi người nhá. Rồi, sư Minh Tạng là đi thứ hai. Đó, một điều rất đặc biệt là công an đi dẹp đường. Đó, để đảm bảo an toàn giao thông. Rồi, các sư tiếp tục đang di chuyển mọi người nha. Đây. Đó. Rồi đi dọc thì có công an, xe công an đi phía sau để đảm bảo. Đó. Đây, sư Minh Tuệ sẽ đi phía sau mọi người nha. Rồi em sẽ di chuyển đến phía trước để em gặp các sư. Các thầy dùng rồi, các thầy dùng rồi. Thầy vừa dùng rồi ạ. Chào thầy Minh Đạng nhá, chào sư nhá. Rồi, rất vui. 3 giờ sáng sư mới đến nơi mà bây giờ. Chào sư hộ pháp. Rồi, quá tuyệt vời. Đâu rồi, sư thích tự do của mình đâu rồi. Mình phải đi tìm. Chào sư thích tự do. Vâng, con chào thầy ạ. Hôm nay khỏe chưa? Con này yếu. Rồi. Đấy, thấy sư thích tự do, thấy niềm vui. Sáng nào phải thấy một cái cho mới vui được. Dạ. Rồi, tiếp tục cho mọi người xem. Đây, sư Minh Tuệ, đây, được giới nghiêm ngặt mọi người nha. Có hai vị trí phía sau. Đó, có xe công an đi bên ngoài, đảm bảo an toàn. Đây. Mọi người thấy nha. Đó, hai vị trí phía sau, công an đi đảm bảo. Rất là đông mọi người ơi. Bà con Quảng Trị rất là đông. Đó mọi người thấy là hàng ngàn người. Biết bao nhiêu ngàn người. Rồi. Phải nói mọi người lực lượng an ninh của Quảng Trị quá tuyệt vời. Đây mọi người. À, phía trước thì mọi người có thể thấy là rất là đông nhá. Em cho mọi người xem này. Đây. Đấy chưa? Di chuyển phía trước mọi người nha. Rồi hàng ngàn người đi phía sau. Đó. Hôm nay thì rất là vui. Thì sư Minh Tạ đã đi cùng với lại là một đoàn hơn 40 người. Mình gọi là một đoàn 40 người vì quá đông mọi người nha. Rồi.
thầy sư Minh Tạng đây. Đây, quay phía trước cho mọi người nhìn nha. Đó, một cái đường dài và phía trước sẽ là có giao thông để dẫn đoàn. Dạ, con chào sư. Đây, lực lượng công an đã đi cùng mọi người nha. Một điều rất đặc biệt, một điều đặc biệt nhất mà em từng thấy là chỉ ở Quảng Trị mới có. Công an đi bảo vệ rất sát sao, mọi người thấy không? Không để tình trạng mất an toàn xảy ra. Đây, mọi người thấy chưa? Đó. Quá là đông người mọi người thấy không? Hàng ngàn người dân. Thank you.
Trị quá đông mọi người ơi. Bà con Quảng Trị quá là đông. Chưa bao giờ mà đông như vậy mọi người ạ. Đây mọi người thấy hai bên đường không? Hàng ngàn người dân. Rất là đông. Chưa bao giờ em thấy ở đâu mà đông như vậy mọi người. Chưa ở đâu mà đông như dân Quảng Trị ngày hôm nay. Chưa từng thấy ở đâu. Đó, cực kỳ đông luôn. Ở đâu mà mình thấy đông như ở Quảng Trị mọi người ạ. Chưa ở đâu mà lại có cả công an đi cùng để có nghĩa là đảm bảo giao thông như đây. Mình thấy đây là lần đầu tiên. Mình đã đi qua rất nhiều tỉnh thành nhưng chưa một tỉnh thành nào như Quảng Trị mọi người ạ. Đó, một cái sự an toàn đã được diễn ra. Rất nhiều lực lượng công an đã đi cùng. Đó, và dẹp đường. Đấy mọi người thấy không? Đó, xe công an đã đi cùng. Một cái điều hết sức là tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người có thể là cho một cái sự ủng hộ cho bà con ở Quảng Trị mọi người nha. Dân nên nói mọi người là chưa bao giờ thấy đông như thế này. Chào sư Minh Đăng. Chào sư Minh Nhuận. Cái gì ơi? Đây, thầy vẫn chưa, cái mặt vẫn đang khắc. Thầy ơi, cái bàn.